Thì một câu hỏi sương sương đơn giản thôi, hai anh chị gặp nhau làm sao? Nói cho đúng. Nói chung là mối tình của Tuyên với là bé Hân cũng khá là thú vị. Hầu như trong tất cả các cuộc tình, Tuyên đều là người thụ động hết. Là sao, là anh nằm kèo dưới hả? Không phải, anh là người bị người ta chủ động đưa lên dĩa, người ta cái người ta bắt người ta ăn. À. God. Never. Why? Không bao giờ cái chuyện đó xảy ra. It's a liar. No. Tất cả những gì là đều nói dối. Mời anh. Ngày xưa mẹ bé Hân là, xin lỗi, là ngày xưa được gọi là chị Hương. Chị Hương là làm phục trang ở trong sân khấu Nụ Cười Mới ngày xưa. Ừ. Lúc đó bé Hân còn nhỏ, thật sự chắc khán giả cũng biết hết rồi, bé Hân nhỏ hơn Tuyên khá là nhiều. Ừ. Thì lon ton đi theo mẹ lên sân khấu chơi vậy đó. Ừ. Thì rồi đó, sau này bé Hân tâm sự, bé Hân kể là mới bị bất ngờ. Ừ. Lúc đó bé Hân kêu anh bằng chú Tiên. Là bị bé Hân bắt đầu là thích từ cái thời điểm đó. Ừ. Thì sau này khi mà quyết định là quen nhau rồi, thì lúc đó Hân mới kể ra là tất cả mọi thứ, là ngày xưa thích làm sao. À. Rồi trong quá trình anh diễn ở sân khấu Nụ Cười Mới đó, rồi anh diễn ngoài sân khấu thì trong này cô ấy đứng lén lén trong cánh gà nhìn ra làm sao. Dễ thương dễ dãi ta. Rồi bằng mọi cách là cứ mượn cái điện thoại. Hồi xưa cứ lấy lý do chú Tiên cho con mượn điện thoại đi để mà con chơi game hay là này nọ, cứ mượn điện thoại để là bấm số điện thoại của mình vào. Không, bằng mọi cách để mà tiếp cận. À. Tiếp cận để có cơ hội nói chuyện, trò chuyện với Tiên rồi này nọ. Khi mà là nghe vợ của mình thông báo là em đã có bầu rồi, thì cảm giác của anh Tuyên lúc đó như thế nào? Lúc mà Tuyên nhận cái thông tin mà bà xã của bé Bi á, là thời điểm đó Tuyên đang ở ngoài Huế. Ừ. Tuyên, anh Hướng, anh Đạt, anh Hoàng Mèo với Tân Trệ ở đây. Lúc đó là vừa xuống máy bay. Là trước đó lúc trên máy bay là Hân đã gọi mấy cuộc rồi, gọi không được. Vừa xuống máy bay là bắt đầu bắt taxi để về khách sạn. Nhưng mà trước khi về khách sạn là ghé ăn cái, là trên đường về là Hân đã báo là chồng ơi, vợ mới thử như vậy đó. Lúc đầu trong đầu nghĩ là cứ giỡn không à. Cái tí xíu nữa khi mà nhận một vài thông tin nữa là cảm nhận là Hân là bắt đầu nói thật rồi đó. Trong người nó cảm giác lạ lạ mà thật sự nha, tất cả trong tình huống nào Tuyên cũng cố gắng Tuyên giữ bình tĩnh nhất. Tân Trề với anh Mèo, anh Đạt là không biết cái cảm giác mà khi Tuyên nhận cái thông tin đó đâu. Khi mà đến quán ăn rồi kìa, tự nhiên cảm giác người nó hết kìm được rồi, nó sướng, nó có gấp bùng phát lên, là Tuyên mới bắt đầu chia sẻ với anh Đạt, chia sẻ với anh Hoàng Mèo, chia sẻ Tân Trề. À, bé Hân mới báo vậy, em có bầu vậy nọ. Cảm giác là sướng, cái mọi người bắt đầu chúc mừng. Trong những cái lời chúc mừng đó có những lời trêu đùa. À, nhân vật là nhiều nhất. Ôi gì? Yeah. Hai vợ chồng tính rồi, vừa bước qua mùng một Tết giao thừa một cái là dứt một cái là dính bầu luôn. Ghê vậy hả? Người ta bắn cái bông 12 giờ là không bắn cái bông vô đó luôn. Tất cả là trong kế hoạch hết. Cú nổ pháo đầu tiên đó thì dính. Em cũng nổ con cái dính liền à? Tân bắt luôn đi Tân, để có gì thì lấy dí hai anh em. Có rồi dính rồi. Dính luôn hả? Anh chăm sóc vợ bầu có cực không? Rất là cực. Cái cơ địa của bé Hân á thì không có được như nhiều người, bị ngén trước khi đi sanh vẫn còn ói. Ngán dữ vậy? Ừ, ngán vậy đó. Những lúc ngán đó, thí dụ anh làm gì giờ? Hiện tại vợ em cũng đang bầu 5 tháng nè. Em muốn cần chút xíu đó cho em chút kinh nghiệm. Bé Hân á nha, ăn những món chưa bao giờ ăn. Ví dụ đi. Bánh xèo, bé Hân ghét bánh xèo lắm. Đụng cái ăn bánh xèo liên tục. Có những món khác nữa là chưa bao giờ ăn bao giờ. Tự nhiên nó thèm nó bắt buộc phải lên mạng nữa, đi tìm hiểu rồi dắt đi ăn thôi. À, thời điểm đó anh còn bị ngán dùm nữa mà. À, anh ăn một cách kinh khủng. Đỉnh điểm của anh thời điểm đó là 80,5 kg. Đi quay game á, lên cái hình trồng do tự sợ, bị cảm giác sợ. Vậy là không được Tuyên ơi, mập quá là thua, không làm nghề được. Ý nói tôi mập không làm nghề được vậy? Không, cái đó là cái duyên của em, là cái duyên của em từ đó giờ là vậy rồi. Chứ bây giờ Tân mà xuống á, cái bụng á là coi như là tới lúc mà ông nói câu mà mập làm nghề không được, ông nhìn bằng thẳng mặt tôi á. Thì đâu anh em rồi, thì nói câu đó mấy anh quay phim anh cười liền quá, nãy anh không có nhìn em luôn á. Ai biết đâu gì đâu, bây giờ mới nhìn nè. Tâm sinh lý của chị có thay đổi hay không? Thay đổi. Nhiều lúc cũng cáu gắt. Tuyên cũng nhìn nhận được người đó. Thì thỉnh thoảng hai vợ chồng tối về cũng ngồi nằm thủ thỉ và cũng phân tích cái chuyện đó. Có bầu là vậy. Bé Hân cũng chịu nghe. Bé Hân cũng tìm hiểu, cũng biết khi có bầu nó sẽ là như vậy. Rồi khi mà sanh em bé tâm lý nó cũng như thế nào. Ví dụ những lúc nào mà vợ căng thẳng quá thì chồng dịu lại. Trong cái khoảng thời gian đó có sự hỗ trợ đến từ hai gia đình không? Trong quá trình mang thai á, thì mẹ Hương á, là ở chung nhà ở trên này. Ừ. Thì mẹ Hương cũng chăm sóc bé Hân phần nào.
Thì khoảng thời gian rồi những lúc anh đi quay rồi này nọ thì ăn uống thì mẹ Hương cũng lo cho bé Hân. Sau khi sanh á, bà nội dưới quê lên. May mắn cái được là bà nội với bà ngoại cùng chăm sóc một lúc. Có bao giờ là vợ của anh là đòi anh không? Có. Ai mà nó không có cảm giác đó là hơi bị giả dối. Mà lúc đó anh sao? Khóc thì chắc chắn có khóc rồi đó. Anh còn nhớ luôn. Có thời điểm anh đi quay 2 tuần, mới đi 5 ngày đầu là ngày nào cũng khóc. Ngày nào gọi điện thoại cũng khóc, nhớ chồng rồi này nọ, khóc tí lại nín, nín xong đi ngủ. Cái anh mới nói vợ khóc vậy á, tội nghiệp em bé, tội nghiệp con, không thương con hả, khóc hoài. Vợ anh mới nói một câu là vợ biết rồi, biết nhưng mà tự cái cảm xúc nó như vậy không kìm được. Vợ em cũng khóc. Em đi làm cũng tháng giờ đó đang cũng khóc tại cái bóp. Cái gì? Cái bóp liền. Mấy nhóc ét nó bỏ đi. Nó giận quýnh vô cái bóp được hả? Quýnh vô cái điện thoại cái bóp vậy hả? Cái bóp một cái liền chứ ngủ liền. Lúc mà vợ anh được 36-37 tuần rồi là em bé có thể bất cứ lúc đúng nào vậy, mình không giỏi. Mình không cần cho anh được, mình không biết được cái đó. Nhưng mà thật sự cái lịch của anh thời điểm đó là trống được có 2 ngày 28-29 tháng 10. Lúc mà trong bầu anh hai nói chuyện với con ở trong bầu á, nè con, bây giờ cái lịch của ba vậy nè, con cố gắng con ra trong 2 ngày đó nha. Nếu mà con ra những ngày khác là thấy mẹ nha con. Thì đúng rồi, thì lúc mà ra là chỉ có thấy mẹ thôi đó chứ không có thấy ba. Anh còn nhớ live show của anh Chí Tài ở sân khấu Trống Đồng là ngày 25. Đến ngày 26 thì anh đi quay. Thì bé cũng chưa ra, 27 anh mới nói một câu nữa. Nó thôi bây giờ nè, tối nay ba chở hai mẹ con lên coi live show bác Chí Tài diễn xong ngày mai ra nha. Rồi cái qua ngày 28 cũng không thấy dấu hiệu gì sao cả. Mà tới ngày lên phòng khám của cô để mà khám, cô cũng chưa thấy một cái gì hết. Tới đến tầm cỡ 11 giờ trưa cô nói, ý Tuyên có dấu hiệu xanh rồi nè, nở được 2 phân rồi con. Cái cô nói thôi giờ hai chồng về đi, đầu giờ chưa quay lại đây để cô theo dõi. Rồi anh về anh cho vợ đi ăn uống soạn đồ lên, cái tầm cỡ 2 giờ là ở đó với cô, 8-9 giờ là chở cô với mẹ với bé vô trong bệnh viện luôn. Là đúng 2 ngày đó là bé em ra trong ngày đó. Lúc sinh á thì thật sự là bé Hân bị đau 2 lần. Lúc đầu thì định là sinh thường, có bác sĩ theo dõi cho vợ chồng anh là ngay từ đầu đến cuối luôn. Thì cô nói là Hân có khả năng sinh thường rất tốt, cái cô cho sinh thường 2 tiếng đồng hồ. Tiếng đầu tiên rặn sanh hoài, sanh không ra được. Anh còn nhớ luôn, anh nhìn vô anh thấy cái đầu em bé nó đen đen đó luôn á. Cứ rặn hoài, cái cô nói là tình hình này cô thấy không ổn rồi, chắc đưa vô phòng mổ cho con. Cái lúc đó Hân khóc, cô nhắm còn được không, cô rén cho con sanh thường được không. Cô nói vậy, cô rén cho con sanh, nếu mà cô thấy không ổn là bắt buộc cô phải bắt vô để bắt em bé ra nha con. Hân rén rặn thêm gần 1 tiếng đồng hồ nữa là gần 2 tiếng. Cuối cùng em bé không chịu ra. Cô nói là nếu mà bình thường vậy nè, cái đầu em bé ra luôn. Đằng này không ra, nó bị chút xuống, nó ngỏng lên này nè. Rặn hoài không ra được, phải đưa vô phòng mổ. Lúc mà sanh thường á thì anh có đăng ký cái gói là anh được ở trong đó với mẹ với bé. Khi mà chuyển vô phòng mổ rồi đó thì anh chỉ được đứng ở ngoài nhìn vô thôi, anh không được đứng ở bên trong đó. Bé bầu ngư ở nhà anh á, nghe cô nói lại là phải 4 bác sĩ mới bắt ra được, chứ không phải là 1 hoặc 2 bác sĩ. Khi mà mổ á, nó cứ nằm nó chu xuống mất chị ở dưới á, đưa tay xuống để mà bóc ra là phải 4 người, mỗi cái tay nó phải hỗ trợ nhau. Cái cảm giác của anh á khi mà được bế đứa con của mình trên tay lần đầu tiên như thế nào? Trời ơi, lúc đó là anh không dám bế. Sợ đúng không? Khi mà cô y tá đẩy bé ra, ba vô nhận con nha. Vô tự nhiên anh đứng anh khoan tay, anh cứ đứng anh nhìn con. Anh nhìn hoài, thật ra anh không dám bế bé, anh bị sợ. Sợ không, đau này kia nọ đúng không? Sợ mình không biết như thế nào, tại lần đầu tiên như vậy. Mà cảm giác bên trong nó sướng lắm, nó sướng một cách lạ lùng, khó tả lắm rồi. Khi mà Buri đi sanh đi, rồi em nhìn mặt con em lần đầu tiên á, cảm giác nó khó tả lắm. Anh chỉ biết đứng anh nhìn cái tí tự rớt nước mắt tự sướng với nó. Chắc coi em ra cái em cười á. Mặt đó. Không ai, em thấy cái mỏ làm cười dữ vậy. Chị sinh nở rất là khó, thì lúc đó anh như thế nào? Thứ nhất là bị sót cho vợ. Khi mà quyết định vô phòng mổ nữa lại càng lo hơn. Lo là lo cho bản thân của mẹ như thế nào, rồi mổ có được thoải mái chân chung hay không, rồi lo cho con khi mà nó lâu quá nó nằm ở trong đó rồi nó có bị ảnh hưởng này nọ không. May mắn là được trời thương là tất cả mọi thứ cũng suôn sẻ. Cái quá trình mà chăm sóc con đó, mấy ngày đầu nó cũng còn hơi rối rối đúng không? Rối chứ trời. Rồi mấy ngày đầu là không biết làm hết. Hơn 2 tháng rồi đúng không? Chắc chắn bây giờ cái nhiệm vụ của anh nó sẽ khác rồi đúng không? Nó sẽ làm tốt hơn đúng không? Thay tã nè, tắm rửa nè, cho con bú nè, làm được hết. Lúc anh đầu không tin là mình làm được. Lúc đầu là không làm được. Anh lén lén, vợ sanh mổ là ở trong bệnh viện đến 4 ngày lận. Những thời điểm đó là bác sĩ vô chăm sóc, hộ lý vô chăm sóc làm sao, anh đứng từ đằng xa anh quan sát hết.
anh coi à, cô làm vậy vậy, bắt đầu cái tay của cô đưa lên, cô bế như thế nào, rồi cô để vô, cô cho bú làm sao, rồi những cái gì không hiểu á cứ anh lại anh hỏi cô, anh hỏi cô hộ lý, à cô ơi có gì cô chỉ giùm con này nọ, rồi ẩm đi tắm thì mình đi theo mình coi, để mà cái cách cô chăm sóc bé như thế nào. Con anh thì không có bú ti mẹ được, đúng rồi, thì bây giờ phải bắt ra bình. Khá là cực đó. Cực mà, tại vì cái ti của mẹ á bị thụt vào trong, nên em bé không có ngậm ti mẹ được. Hàng ngày á cứ 2 tiếng 3 tiếng đang ngủ với Hân phải hẹn giờ dậy để mà hút sữa. Nếu mà không hút là bắt đầu cái ngực nó căng. Đúng vậy, coi chừng áp xe đó. Nó bị áp xe là bắt đầu nó căng cứng. Nếu mà không khéo xử lý không nhanh đó nha, chừng 1 ngày 2 ngày là nó làm mủ trong này, là phải đi mổ. Đi mổ đó mà nặng mủ trong này ra. Trời ơi, nó như cái dồi sen vậy đó anh. Lúc mà là người ta phải ép để mà là lấy những cái sữa thừa đó đó, chỉ cần để nhẹ vô một cái mà rồi cái cảm giác đó, anh biết mà, nó giống như là nặng mủ rồi đó. Nó xót mà nó bút khủng khiếp. Phụ nữ cái sức chịu đựng của đúng họ rồi, quá khủng khiếp. Mà vợ anh thời điểm đó là anh sờ luôn nha, chỉ là những cục nó cứng đúng, chỉ biết là cái nang chưa, sữa nó chưa bị làm mủ. Những cái gì mà cảm giác không an toàn á là anh gọi lên cô Sông Hà liền, cô nó đem lên cô gấp để mà cô xử lý. Nếu mà trễ chừng 1 ngày sau là bắt đầu nó làm mủ áp xe. Anh nghe nói cái nó chuyển rất là nhanh. Đúng vậy, rất nhanh luôn. Mai mốt em rút kinh nghiệm, lỡ mà Buri có cái gì á, cái gì cứ gọi sự cô xử lý liền. Thường á là anh sẽ là người đảm nhiệm cái trách nhiệm mà cho con bú để cho vợ nghỉ ngơi, hay là vợ anh mần luôn cái vấn đề đó? Anh có khoảng thời gian nào á để anh chăm sóc bé thì anh sẽ cố gắng làm những cái đó. Lúc mà trong bệnh viện là sanh đúng ngày là anh được ở trong đó với mẹ. Qua ngày thứ hai là anh dướng cái lịch quay phim. Anh em ekip cứ ghẹo hoài, ông bố ha, lên nó chăm cho đã giờ nằm ngủ. Khi nào kêu Tuyên ra quay thì anh ra anh quay. Còn được nghỉ một cái, anh chạy cái ghế ra anh nằm phè, anh ngủ rồi đó. Trời, mày đặt đẻ rồi. Mày đặt đẻ rồi. Là chọc người ta cho đã rồi nha, tới lúc mình đi nha. Bị thì chọc đó, lại đừng nói. Có câu nó cười người không chứ, làm sao cười hoài đó. Và anh chăm hai mẹ con được đúng có ngày duy nhất. Tự nhiên cảm giác là... Xong cái phim Vua Bánh Mì xong là anh phải vô cái phim Lật Mặt Năm của anh Lý Hải. Là anh đi suốt một tháng, hơn một tháng trời ở đó. Đó đã là công việc của mình rồi. May mắn ở đây á là anh có được sự hỗ trợ đến từ gia đình. Và đặc biệt hơn nữa là vợ anh hiểu được tính chất công việc của anh. Chắc chắn sau này khi mà là bé theo dõi lại chương trình này, hoặc là vợ anh có theo dõi chương trình này, thì sẽ hiểu được chồng mình đang nghĩ như thế nào, cảm xúc của chồng mình ra sao. Từng với anh Tuyên thì rất thân. Anh Tuyên lúc nào cũng chủ động, lâu lâu gọi về cho bé Hân, hay là hầu như là trong khoảng thời gian mà bé Hân có bầu mà tới lúc mà ra đời thì Tân làm việc với anh Tuyên, thì hình như tay anh Tuyên cầm điện thoại 24/24, có nghĩa là liên tục nhắn tin, rồi lúc mà dù mà đang làm thì cũng nhắn tin cho bé Hân, không mấy là tránh đó thì gọi. Tức là gọi mà anh thì anh em hay giỡn mà, trời ơi gì đâu mà gọi hoài này cái nọ. Tức là giỡn cho anh Tuyên có không khí này cái nọ, nhưng mà thật sự là anh Tuyên rất lo, anh Tuyên rất thương bé Hân. Anh biết được những người phụ nữ khi sanh người ta bị stress sau sanh đó, anh biết không? Bởi vì mình đàn ông mình phải hiểu được cái tâm lý đó. Mặc dù anh không có trực tiếp 24/24 bên vợ để mà chăm sóc cái đó, nhưng mà những lúc nào rảnh anh cố gắng cái thể hiện được cái sự quan tâm của mình dành cho vợ cho con, lúc nào thì mình thể hiện. Chính thức ghi hình tại bang California, Hoa Kỳ,
Thông tin đăng ký gửi qua Viber 0522 961 076 hoặc Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Cái vấn đề cái chỗ là nó hơi bị nhạy cảm chút xíu về cái chuyện mà quan hệ vợ chồng á, thì sau khi bây giờ là bé hơn chị sinh mổ thì kiêng cử làm sao? Em nghe nói kiêng cử đâu cũng có 2 năm hả? Cái gì mày? Thì em nghe nói thôi, nghe Google nói vậy đó. Đó lại Google. Em nghe Google nói vậy đó. Thì cái chuyện đó thì thật sự là cũng kiêng cử thật sự nha. Cái nhu cầu sinh lý của anh không biết sau này sao, nhưng mà nhu cầu sinh lý anh cũng khá là cao. Nhiều lúc vậy cái vợ thấy cảm giác bị tội nghiệp á, vợ nói tội nghiệp chồng quá à, bây giờ sao chồng rồi là giờ đóng không chồng, giờ còn có vợ có đóng hụi không? Đóng là không đóng được rồi đó, tại vì trước đó là bác sĩ đã dặn rồi hai chồng phải cử kiêng trong khoảng thời gian này sao làm sao nha, rồi lỡ mà có dính bằng mọi cách không để được dính trong khoảng thời gian đó, nếu mà dính là rất là nguy hiểm cho mẹ với là em bé thứ hai, có thể vỡ tử cung bất cứ lúc nào mình không biết. Cô nói mức độ an toàn là phải làm sao, rồi sau khi mà được quan hệ rồi đó là phải làm sao nữa. Trong khoảng thời gian này đúng là đang kiêng cử nè, là từ bữa sanh giờ chưa dứt cái nào luôn, chưa đóng cái nào luôn. Ở đây là chưa xong gì hết trơn rồi mà trong đang trong quá trình thôi. Thì trong quá trình đó thì có kiêng cử gì không? Mua ổ khóa khóa lại rồi. Khóa luôn. Khóa luôn. Chắc không? Khóa lại rồi thiệt, tốt. Cái gì? Khóa luôn hả? Khóa luôn. Khóa luôn. Gái một con là trong mòn con mắt rồi, đúng không? Những lúc thoáng qua trong đầu anh à. Tại anh không dám nghĩ nhiều, anh mà nghĩ đẹp quá anh lôi vô phòng anh dứt liền. Bây giờ nè, tới một cái mục là vợ tôi vô số tội. Anh cũng cảm nhận được, bé Hân cũng thừa biết được cái vấn đề mà thay đổi tính nết sau khi sanh. Nhiều lúc bé Hân cũng hay cáo gắt này nọ. Giống như những lúc mà anh đi tỉnh nè, bé Hân bị một cái là vậy nè, bị nhớ. Tức là bị thèm cảm giác đi ra ngoài đường. Bé Hân nói là chồng ơi em thèm được đi ra ngoài đường quá, bây giờ chồng về chồng chở em ra đường tí xíu rồi chở về cũng được nữa đó. Vậy. Những lúc tối tối thì chỉ nhõng nhẽo à, gọi điện thoại nhớ rồi này nọ rồi kêu về liền với vợ đi này nọ vậy thôi. Cú này thổ phát một dính liền nè. Rồi hỏi đi nè, có hay ghen không? Ghen hả? À. Có. Đó thấy chưa? Trời ơi. Có bao giờ là kiểm tra điện thoại không? Thỉnh thoảng lên Facebook thấy những cái comment. Vợ không thích cái kiểu như vậy nha. Phụ nữ là phải như vậy anh ơi. Mà nhiều lúc già lắm. Già sao? Đi quay tỉnh mà, thì chắc chắn là lúc người ta sau sanh á thì cái hình thể chắc chắn nó không được đẹp như bình thường rồi. Cảm giác sợ mình bị xấu rồi, bị tự ti rồi chồng ra ngoài này nọ. Khi mà chán mình á, tối tối anh đi quay, biết cái lịch anh đi quay tỉnh như thế nào, canh. Là tới đó trước, phục kích trước. Không phải tới, với Hân đâu có cơ hội tới đó đâu. Tại vì anh đi quay tỉnh mà. Có nghĩa là canh anh về phòng để mà gọi điện thoại nói chuyện đồ sao. Nhưng mà anh Tuyên hay lắm, dù mà 12 giờ anh về phòng nói chuyện xong 1 giờ anh mới đi. Trời ơi anh mắc hiểu đâu. Trời ơi. Cái đẳng cấp ở đó. Quay á. Nha. Con nó giỡn á, con nó giỡn á nha. Giỡn không? Giỡn á. Giỡn á, trời. Anh em của anh hoàn hảo lắm. Không, mình làm lại cái nãy nó chưa ăn khớp nè. Không ai hoàn hảo 100% đâu. Đúng rồi. Đúng không? Anh tự thấy là bản thân anh là có cái tật xấu gì là không? Mình bị cái này ở dơ. Bê bối, nó dùng bê bối cho nó hợp lý, nó ở dơ cái nó. Ngược lại ở nhà anh là người dọn phòng tất cả mọi thứ. Vậy là vợ bê bối. Nó phải có bê bối đúng không? Lôi rồi. Nếu là anh cảm giác nếu có em bé ở nhà bụi nhiều quá thì nó không tốt cho con. Cứ cách ngày cái thỉnh thoảng anh như đàn bà. Kỹ tính đúng không? Không phải là kỹ tính nhưng mà anh làm là anh nghĩ là làm cho con, cho cái không khí nó sập. Đó là anh cầm cái chổi anh quét. Lúc nào mà cỡ 5-7 ngày á, những cái kệ trên này mà bụi nó đóng bụi á, thì anh đi lấy cái khăn anh thấm nước anh lau sạch hết mấy cái đó. Phải coi lại nha, cái đó không phải là như đàn bà đâu, hình như là thiệt luôn rồi đó. Vậy là đàn bà thiệt rồi. Có đàn bà nó biết tương lai sau này sao. Anh biết là thời gian mà bé Hân chăm con hết rồi, không có thời gian để làm những cái khoản đó. Nội cho con bú, tắm, rửa, giặt, thay tã rồi này nọ. Hay là những lúc mà anh đi quay ở nhà là hầu như bé Hân không có thời gian để làm những chuyện đó. Có bao giờ tự cảm thấy là bản thân mình là vẫn còn có một vài điểm thiếu sót? Có chứ, có ai hoàn hảo bao giờ đâu. Chắc chắn là anh thiếu sót rồi. Tính anh là bị ham vui từ đó giờ. Mà ý là một khi chơi với anh em anh chơi rất là nhiệt. Tới bến. Nhiều lúc là vợ với con ở nhà, mà bây giờ đã lỡ có cái tiệc này rồi, ngồi chơi với anh em rồi, vợ cứ gọi về cho con ngủ. Anh mới nói
thông cảm, chồng chồng đang ngồi với anh em tí xíu ngồi gãy cắm đầu não thôi đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi mình vẫn tiết chế được cái nào mình nên chơi tới tới lúc nào mà vui, bị vui quá á. Nhưng mà có bao giờ là chị bắt không em muốn anh phải về bây giờ, chị bắt anh về luôn á? Chưa bao giờ vợ anh bắt anh phải về. Anh chỉ nói là vợ chỉ còn ở nhà đi, chồng ngồi chơi tí xíu rồi chồng về, rồi cái tí xíu cỡ tiếng rưỡi sau về đi, con nó chưa chịu ngủ luôn rồi. Ai biểu nãy chồng đi chồng hứa với nó làm chi, bây giờ nó không chịu ngủ mà thật sự nó không ngủ thiệt. Đúng thiệt. Anh nghe tiếng khóc của nó. Đừng có hứa với con nít. Anh nói thôi bây giờ con ở nhà với bà ngoại với mẹ nha, ba đi ra gặp mấy chú ngồi chơi tí xíu ba về với con. Là đến một tiếng rưỡi sau gọi là anh nghe tiếng nó e đó rồi đó. Em chỉ anh hứa nè, mốt hứa con ba hứa với con 5 giờ sáng ba về nha là ok. Không dám đâu cha, con nghĩ là nó thức tới 5 giờ sáng nó đợi đó. Thì hứa, tại chứ không phải là bé không nói đâu. Đâu nha. Thì hứa tại mình hứa nó giống như đi Tân. Giống như hôm qua nè. Anh tính với vợ thôi, giờ mai chồng chở con với mẹ với bà ngoại về dưới quê chơi luôn, rồi chơi đó trong khoảng thời đó chở ba lên trên này đi khám tổng quát. Nó nằm tới 1 giờ sáng. Không gây không gì hết, cứ nhẹ mình cười hoài mặt tươi rói rói. Anh bực quá nói bây giờ không có đi đâu hết á, mai ở nhà luôn, chứ bây giờ này con còn thức nè, ba chưa ngủ nè, rồi sao mà mai chở ông nội đi khám bệnh đây. Là anh quyết định trong đầu là anh mai anh cho bà ngoại với mẹ với con ở nhà luôn. Vừa nói xong câu đó tí xíu ngủ. Nít nó biết hết anh, nó không có đủ cái ngôn từ để mà là nó nói lại suy nghĩ của mình thôi, chứ thực sự là biết hết cách tốt nhất. Đừng có bao giờ hứa.